Chiều ngày 9 tháng 12, Ủy ban nhân dân thành phố tổ chức họp triển khai phương án cưỡng chế di rời các hộ gia đình cá nhân đang sinh sống tại các tòa trung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, thành phố Bắc Giang. Các đồng chí Đặng Đình Hoan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, đồng chí Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố chủ trì. Theo đó, tổ chức cưỡng chế di chuyển 25 hộ gia đình cá nhân đang ở tại các căn hộ trung cư cũ phường Trần Nguyên Hãn, gồm các tòa A3, A4, A5, A6, A8, A9 và B1 nhằm bảo vệ tính mạng của người dân đang sinh sống do các tòa trung cư cũ có mức độ nguy hiểm cấp độ D. Đồng thời nhằm thực hiện nghiêm các quy định của luật nhà ở và thông báo kết luận của ban thường vụ tỉnh ủy tại thông báo số 256 ngày 28 tháng 9 năm 2017 về việc di chuyển các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ. Dự kiến tổ chức cưỡng chế vào 7 giờ 30 phút ngày 13 tháng 12 năm 2024. Phương án cưỡng chế cũng phân công nhiệm vụ và các đơn vị phối hợp thực hiện đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị các cơ quan tham mưu phải phân tích thực tế để bố trí đủ lực lượng tham gia cưỡng chế nếu thiếu phải báo cáo ngay chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu các đơn vị tham gia ý kiến về phương án thực hiện cưỡng chế các tòa trung cư sẽ tổ chức cưỡng chế đồng loạt nên phải chia thành các mũi thực hiện khác nhau trong đó mỗi mũi cưỡng chế phải đảm bảo đủ các thành phần theo quy định và do các đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, Trưởng công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Trần Nguyên Hãn và Trưởng phòng Tài nguyên môi trường thành phố phụ trách phân công rõ nhiệm vụ cho từng thành viên tham gia cưỡng chế, thực hiện nghiêm việc giả phá bom mìn và bàn giao bảo vệ hiện trường, xây dựng phương án di chuyển tài sản bảo đảm nhanh nhất, địa điểm lưu giữ tài sản. Các đại biểu đã thảo luận xoay quanh các nội dung đồng chí chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đã nêu, trong đó đề nghị tổ chức năm mũi cưỡng chế điện lực thành phố sớm cắt điện tại khu vực này để bảo đảm an toàn cho quá trình cưỡng chế và tháo rỡ. Mỗi mũi cưỡng chế phải bố trí một xe ô tô để di chuyển tài sản. Công an thành phố xây dựng phương án riêng và báo cáo giám đốc công an tỉnh phê duyệt. Đồng chí Đào Công Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố thống nhất một số nội dung, trong đó nhấn mạnh việc huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, yêu cầu chậm nhất 10 giờ ngày mùng 10 tháng 12 năm 2024, các đơn vị gửi danh sách người tham gia cưỡng chế để Phòng Tài nguyên Môi trường thành phố lập danh sách, phân công nhiệm vụ cho từng mũi thực hiện cưỡng chế. Phòng Tài nguyên Môi trường căn cứ vào ý kiến chỉ đạo của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và các ý kiến tham gia của các đơn vị để hoàn thiện phương án tổ chức cưỡng chế. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan đơn vị ở căn cứ nhiệm vụ chức năng của mình bám sát phương án cưỡng chế được phê duyệt để thực hiện.